chào tất cả mọi người nhé. Xin tự giới thiệu, em là Tài, chủ của trang trại Nhiêu Sao Tín Tài đấy. Thì hôm nay trang trại có cặp nhung này để cho mọi người chiêm ngưỡng. Cặp nhung này chừng khoảng 3 đến 4 kg mọi người nhé. Đấy, rất là chất lượng luôn. Đây gọi là những cái cặp nhung mà hiếm, tức là thi thoảng mới có thôi. Những cái cặp nhung như thế này là thường là để các anh là ngâm những cái bình rượu VIP đặc biệt, tức là tỷ lệ cái người mà sở hữu cái cặp nhung này ấy, nó rất là ít. Tức là thường thường con hươu sao trang trại cắt ấy, thì nó chỉ dao động là từ 5 lạng đến tầm khoảng 1,5 cân là nhiều, tức là to là 1,5 cân. Nhưng mà những cái cặp mà hơn 3 cân như này là những cái con hươu mà cái dương tính của nó rất là khỏe đấy, thì mới để được như thế này mọi người nhé. Chứ không phải là cặp nhung nào nó cũng to được như thế này đâu. Và con hươu này thì trang trại cũng đang gây giống, và cái giống của nó cũng rất là giá trị đấy. Cái giống và cái con của con này ra cũng rất là giá trị. Thì cặp nhung này thì chừng khoảng 3 đến 4 kg, rất là chất lượng luôn. Anh chị cô chú bác nào mà có nhu cầu sử dụng sở hữu những cái cặp nhung VIP như này ấy, thì hãy để lại số điện thoại bên dưới video này, hoặc hãy liên hệ với trang trại Tín Tài qua hai số điện thoại là 0966 592 159 hoặc là 0903 291 899, hoặc cứ kết bạn Zalo với trang trại lại và đặt trang trại trước. Khi nào mà trang trại có những cái cặp VIP như này thì trang trại Tín Tài sẽ chủ động báo mọi người. Thì video hôm nay làm rất là ngắn thôi để cho mọi người chiêm ngưỡng cặp nhung là chính. Cảm ơn mọi người nhé, và xin mọi người hãy cho một like hoặc một chia sẻ để ủng hộ trang trại. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn, rất là đẹp.